Lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn sinh viên đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem video này. Cùng với đó là thầy Phan Huỳnh Anh và bộ môn kỹ năng mềm đã giúp em hoàn thiện kỹ năng định vị bản thân. Như chúng ta đã biết, kỹ năng định vị bản thân là kỹ năng xác định mục đích của bản thân. Tôi là ai? Tôi sinh ra để làm gì? Đồng thời, đó là xác định cả mục đích của một tổ chức. Và để định vị bản thân tốt thì chúng ta cũng phải trả lời cho ba câu hỏi. Đầu tiên là tôi là ai, tiếp theo mục tiêu của tôi là gì, và cuối cùng là làm thế nào để hoàn thiện được các mục tiêu đó. Đầu tiên trả lời cho câu hỏi who am I, tôi là ai, thì em xin được phép giới thiệu, em tên Phạm Quốc Anh, đến từ trường đại học kinh tế, học chuyên ngành kiểm toán, có sở thích là đọc sách, leo núi và tập thể thao. Trong ngôn sống của em là the best preparation for tomorrow is doing your best today, là thay vì lo lắng về việc mình phải làm gì cho tương lai thì chúng ta hãy cố gắng hết sức cho hiện tại, đó sẽ là hành trang tốt nhất của chúng ta cho con đường sự nghiệp trong tương lai. Đi sâu hơn một chút nữa về trả lời câu hỏi tôi là ai thì em sẽ sử dụng mô hình SWOT lên bản thân mình. Đầu tiên về điểm mạnh, mọi người nhận xét em là một người hòa đồng và có thể làm việc được ở nhiều môi trường khác nhau với nhiều nhóm khác nhau, và hơn hết là có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt. Em có mối quan hệ tốt với bạn bè, với các anh chị trong công ty thực tập, đồng thời là với các giảng viên giảng dạy cho từng bộ môn của mình. Và điểm mạnh cuối cùng của em là em sinh ra trong một gia đình có nhiều thành viên có kinh nghiệm trong ngành nghề kế kiểm này. Mẹ em là một kế toán trưởng cho nên bà đã truyền dạy cho em khá là nhiều, kể cho em khá là nhiều trải nghiệm thực tế của bà phục vụ cho việc hành nghề kiểm toán của em. Song song với điểm mạnh thì em cũng có một số hạn chế cho mình. Đầu tiên là mặc dù có thể nghe được các trải nghiệm thực tế từ mẹ nhưng mà trải nghiệm thực tế của em so với các anh chị trong ngành vẫn còn khá là hạn hẹp. Và tiếp theo là để hành nghề kiểm toán thì mình cũng cần phải hiểu biết về các phần mềm kế toán được sử dụng như thế nào. Và hiện tại em có khả năng sử dụng được Excel, tuy nhiên những phần mềm như Kiosk Việt Nam, FAST và MISA thì em vẫn chưa sử dụng thành thạo được. Nói về cơ hội thì em thấy cơ hội lớn nhất của mình là em là người trẻ cho nên em có nhiều cơ hội để thất bại. Như thầy Huỳnh Anh đã từng nói thì PDCA chính là thứ có thể giúp mình thành công và tinh hoa của PDCA chính là thất bại. Mỗi lần ta thất bại thì ta lại có thêm một bài học để sau này chúng ta cải thiện tốt hơn. Và vì còn trẻ nên con đường sự nghiệp của em có nhiều hướng để phát triển. Em có thể ra trường làm đúng ngành nhưng có thể trong quá trình đi làm em có thể phát hiện ra một đam mê mới của bản thân chẳng hạn. Em có thể thay đổi con đường sự nghiệp của mình nếu nó phù hợp với hướng trong tương lai của em. Cuối cùng về mặt thách thức là Gen Z thì em phải đối mặt với cái cạnh sự cạnh tranh từ các lao động trẻ ngày càng khốc liệt, và trên con đường sự nghiệp của mình thì sẽ có nhiều yếu tố gây mất tập trung trong thời đại 3.0, 4.0 này ngày nay, như là các short video từ Facebook, TikTok, YouTube. Đó là phân tích về sport và một số sở thích, đặc điểm chuyên ngành của em để trả lời cho câu hỏi tôi là ai. Khi trả lời được câu hỏi tôi là ai thì chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi thứ hai, đó là mục tiêu của tôi là gì. Mục tiêu ở đây chúng ta sẽ phân ra hai loại mục tiêu chính là mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Và em xin nói về mục tiêu dài hạn trước. Mỗi con người chúng ta sinh ra thì đều có một mục đích cuối cùng để tiến đến. Với em, mục đích cuối cùng của mình là có một gia đình hạnh phúc. Và để đạt được mục đích cuối cùng này, em cần phải đạt được 3 mục tiêu dài hạn. Đầu tiên là em phải có tài chính ổn định trong tương lai, đủ khả năng để mua nhà, chi trả cuộc sống, chi trả cho gia đình. Tiếp theo là tình cảm gia đình. Cần phải tương tác tốt với các thành viên trong gia đình để luôn duy trì tình hình gia đình sao cho tốt nhất. Và cuối cùng cũng là một thành phần quan trọng bậc nhất, đó chính là sức khỏe của bản thân và của gia đình. Nếu như có hai yếu tố tài chính ổn định và tình cảm gia đình nhưng không có sức khỏe thì cũng không thể nào có một gia đình hạnh phúc được. Và khi xác định được mục tiêu dài hạn, chúng ta sẽ có các mục tiêu ngắn hạn để dần dần đạt tới các mục tiêu dài hạn đó. Và mục tiêu ngắn hạn của em sẽ trình bày như sau. Từ em là một sinh viên năm 3 nên mục tiêu ngắn hạn của em sẽ có đôi phần khác so với các bạn sinh viên năm nhất.
Đầu tiên là vào khoảng thời gian năm 2023 đến 2024, em sẽ cố gắng để đạt điểm tốt tất cả các môn chuyên ngành. Em phải có được khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và có khả năng sử dụng các phần mềm sử dụng cho việc hành nghề kiểm toán của mình, và hoàn tất được các điều kiện ra trường. Đồng song song với đó là trong quá trình thực tập, em sẽ tìm kiếm được người mentor phù hợp với mình. Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, tức là từ 22 đến 24 tuổi, em sẽ phải làm việc kiếm được việc làm đúng chuyên ngành, và mục tiêu của em là vào được một trong Big Four. Và em đã có một internship offer cho một big trong bốn big này, và em sẽ cố gắng tạo nhiều mối quan hệ xã hội trong khi làm việc, tạo nhiều hết sức có thể để phục vụ cho con đường sự nghiệp sau này. Trong quá trình làm việc, em sẽ liên tục trau dồi các kỹ năng của mình thông qua các việc học chứng chỉ. Tiếp theo là từ năm 2026 đến năm 2028, tức là giai đoạn em 24 đến 26 tuổi, thì khi này thực tập ở trường 1 năm và đi làm đã được 2 năm, em sẽ đủ điều kiện để thi chứng chỉ CPA. Tiếp theo là em muốn lên được vị trí senior trong công ty kiểm toán của mình, và em phải có đủ các kỹ năng hiểu biết cần thiết để tiếp tục thăng tiến lên trong tương lai. Và đồng thời, tài khoản tiết kiệm của em muốn là số dư trên khoảng 500 triệu. Vào năm 2028 đến 2032 là mốc hiện tại mà em đang hoạch định là từ 26 đến 30 tuổi, thì em muốn ở độ tuổi này em sẽ có nhiều mối quan hệ thực sự hữu ích, và có thể thăng tiến lên được chức vụ manager, đồng thời là em có khả năng mua nhà để có một chỗ ở ổn định cho mình và gia đình trong tương lai. Tiếp và cuối cùng là em có một khoản tiết kiệm riêng dành cho ba mẹ của mình. Và để thực hiện được các mục tiêu ngắn hạn này thì mình phải trả lời câu hỏi thứ ba, how to do, là làm sao để thực hiện nó. Đối với các mục tiêu từ năm 2023 đến năm 2024, đầu tiên về hoàn thành tốt các môn chuyên ngành và đủ điều kiện ra trường, thì hiện tại em đã có một bài nghiên cứu khoa học để đủ điều kiện ra trường, và hiện tại trong 1 tháng nữa em sẽ thi TOEIC. Và cuối cùng vào công ty thực tập để có trải nghiệm thực tế và tìm kiếm mentor, thì vào tháng sau em sẽ được thực tập ở PwC. Cho nên là ba mục tiêu này có thể xem như là hoàn thành tầm 80%. Giai đoạn tiếp theo từ năm 2024 đến năm 2026, em sẽ học F8 của ACCA để có kiến thức nhằm thi vào Big Four làm nhân viên chính thức. Bởi vì F8 là một F thiên về kiểm toán nên nó sẽ giúp cho em có nhiều kiến thức hành nghề hơn. Và khi làm việc trong môi trường Big Four thì em sẽ cố gắng làm nhiều công việc hết sức có thể để có thể trau dồi nhiều kỹ năng khác nhau của mình, và cuối cùng là luôn duy trì thái tư duy tích cực. Phải có tư duy tích cực thì mới có thể giữ cho công việc của mình liên tục ổn định và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống được. Giai đoạn năm 2026 đến năm 2028 thì em cần ôn tập các kiến thức chuyên ngành để thi chứng chỉ CPA, có thể là VACPA hoặc là CPA của Úc, của Mỹ. Em bắt đầu học tập và thực hành đầu tư tài chính để tìm ra nguồn thu nhập thụ động cho mình, và em sẽ ứng tuyển cho vị trí mới của công ty, là em muốn thăng tiến lên senior trong khoảng thời gian này. Và cuối cùng là khoảng thời gian cuối cùng em hoạch định là năm 2028 đến 2032, tức là từ 26 tuổi đến 30 tuổi, thì khoảng thời gian này em muốn có một khoản tiền đủ lớn để mua nhà, và khi có rồi thì em sẽ dùng nó để mua nhà và thỏa mãn điều kiện để an cư. Em sẽ tiếp tục học thêm CPA của Mỹ và của Úc để phục vụ cho việc hành nghề của mình, để có thể đi công tác và làm việc ở nước ngoài. Và cuối cùng là em muốn thực hiện được dịch vụ kiểm toán cho nhiều tập đoàn cùng một lúc. Thực hiện được điều này thì có thể là một minh chứng cho khả năng làm việc của em đã lên được một tầm cao mới so với lúc mới ra trường. Và đó là tất cả những gì em muốn trình bày về kỹ năng định vị bản thân của em. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để xem video này. Em xin cảm ơn.